Cái mặt của mày vậy mà cũng bày đặt sân si, bày đặt làm video nữa con. Mắc cười ghê vậy đó. Đó giờ bạn vẫn luôn có một cái đam mê là làm video trên YouTube đúng không? Nhưng mà bạn không biết bắt đầu từ đâu. Không những vậy mà những người xung quanh bạn á còn nói là muốn làm video nó không có dễ đâu. Rồi các bạn có muốn làm video giống như vậy không? Hay là như vậy? I made so many video in this room right here. Nếu như câu trả lời của các bạn là có thì các bạn tới đúng chỗ rồi đó. Hello tất cả mọi người, mình là Phương đến từ channel Content Creator, nơi mà mình sẽ giúp cho các bạn có thể từ một người không biết làm video thành người có thể kiếm được tiền, kiếm được công việc và thậm chí là có được niềm vui và hạnh phúc khi mà làm video. Tại vì bản thân mình 4 năm trước cũng chưa từng nghĩ là mình có thể làm ra được một cái video ý nghĩa, chứ đừng nói chi là làm việc trong cái ngành này luôn. Hiện giờ mình đang làm Content Creator cho một cái kênh YouTube channel cực kỳ nổi tiếng trong giới sáng tạo ở bên Mỹ, đó chính là The Future, với hơn 1 triệu sub. Và nếu như một cái thằng từng tự nhận mình là không có mắt thẩm mỹ còn có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Nên mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều thứ mà mình có thể chia sẻ được cho mọi người. Bởi vậy hôm nay mình sẽ bắt đầu với một cái chủ đề, đó chính là cách làm sao để bắt đầu làm video trên YouTube. Vậy đâu là cái quy trình phù hợp nhất để bắt đầu làm video trên YouTube? Không lẽ cứ quay đại rồi sau đó cho thêm miếng nhạc, cho thêm miếng hình là xong? Cái đó thì tùy trường hợp. Nhưng cái việc đầu tiên mà mình thường xuyên làm đó chính là bắt đầu từ một ý tưởng. Khi mà bạn có một cái ý tưởng cụ thể thì bạn mới có thể tính toán được xem là bạn muốn quay cái gì, bạn muốn gửi thông điệp nào, bạn muốn chỉnh sửa nó như thế nào, chứ không phải là cứ đi quay một cách vô tội vạ và rồi về nhà rồi mới tính. À, còn một thứ nữa mà mình quên hết, đợi chút xíu nha. Khi mà bạn đã có một cái ý tưởng trong đầu rồi thì đây là lúc mà bạn sẽ viết nó xuống. Chỉ cần một cái cây bút và một tờ giấy là được rồi, chứ không cần quá nhiều và cầu kỳ. Vậy thì cái sườn của một video trên YouTube đó là gì? Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái format cực kỳ hiệu quả luôn, đó chính là 3 ý chính. Bạn sẽ bắt đầu cái video của bạn bằng thứ mà bạn muốn kể cho mọi người nghe, cái chủ đề mà bạn muốn nói cho mọi người nghe. Tiếp theo đó là bạn sẽ giới thiệu 3 bước, 3 ý chính hoặc là 3 cách mà người xem có thể học tập và làm theo. Rồi sau đó bạn sẽ kết thúc cái video của bạn bằng một câu kết luận hoặc là kêu gọi mọi người làm một việc gì đó. Tại vì bình thường khi mà mọi người xem video, mọi người sẽ không biết là mình nên chú ý và tập trung như thế nào, cũng không biết là sẽ làm gì tiếp theo. Nên khi mà bạn có một cái câu này sẽ giúp cho cái video của bạn được chốt lại một cách hoàn hảo. Vậy thì tại sao lại là 3 ý chứ không phải là 5 ý? Khi bạn giới hạn cái nội dung của bạn lại còn 3 điều thì người xem họ sẽ dễ dàng nhớ những cái thứ bạn nói hơn. Chứ nếu như bạn để 4 hay là 5 điều thì họ sẽ rất khó để mà nhớ được những cái điều này. Con số 3 là cái con số cực kỳ hợp lý trong tất cả mọi việc. Không tin đúng không? Mình sẽ đưa cho bạn một cái ví dụ. Ví dụ là nếu như bạn đang cần nhờ một ai đó chụp hình giùm, rồi sau đó nó kêu là ok bắt đầu chụp nè, 1, 2, 3, 4, 5, thì lúc đó bạn sẽ chửi nó là mày làm cái gì mà lâu dữ vậy, tại sao phải đếm tới 5 lần, đếm tới 3 thôi. Nhưng còn nếu ngược lại nha, nó kêu là cho mày chụp nè, rồi đếm 1, cái bụp, thì lúc đó bạn còn chưa chuẩn bị cười kịp nữa, nên nó là quá nhanh và không phù hợp. Và đó cũng là lý do tại sao mà 3 ý chính trong một cái video là con số hợp lý nhất. Sau khi bạn đã có ý tưởng cho cái video của bạn rồi thì bây giờ là lúc làm bước thứ hai. Cái bước này sẽ quyết định cái sự thành công hay thất bại của kênh YouTube channel của bạn, đó chính là xác định chủ đề nào mà bạn muốn nói hoặc là đâu là cái thứ mà bạn cực kỳ giỏi để bạn có thể làm video thường xuyên và đều đặn hơn. Lý do tại sao lại như vậy? Nếu như bạn làm một cái kênh YouTube channel mà bạn không thường xuyên xuất hiện, bạn làm một cái video xong nửa năm sau đó bạn mới làm tiếp, thì tất cả những người mà người ta quan tâm tới bạn, người ta sẽ quên mất bạn là ai. Và thậm chí nếu như bạn đang làm một cái video về chủ đề này nhưng ngày hôm sau bạn lại làm một cái video về một chủ đề hoàn toàn khác á, thì những người mà người ta subscribe cho cái kênh channel của bạn, những người mà họ yêu thích cái video đầu tiên của bạn sẽ cảm thấy là họ không nhận được giá trị gì nữa. Nó khác biệt hoàn toàn so với những gì mà người ta mong muốn học được, thì người ta dần dần sẽ không muốn xem video của bạn nữa. Một cái ví dụ cụ thể nhất đó chính là mình có một cái kênh YouTube channel nói về du học. Hồi đó thì là du học Phần Lan. Cái thời đó là mình chỉ có tập trung vào làm video về du học Phần Lan thôi. Thì thời gian đó cái lượng tương tác là rất ổn, mình đã làm video rất đều đặn. Nhưng một lúc sau này khi mà mình không còn làm những cái video về du học nữa và nhảy sang làm những cái video liên
quan tới đời sống thì lượng view và lượng tương tác là cực kỳ ít luôn. Nhưng đó chỉ là trường hợp của mình thôi. Nếu như các bạn cố gắng tập trung vào một mục tiêu và làm nó một cách thường xuyên đều đặn thì cái chuyện mà có nhiều view và có nhiều tương tác là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Bởi vậy, hãy chọn một chủ đề và chơi hết mình. Sau khi các bạn đã có cho mình một cái chủ đề và một cái nội dung mà bạn muốn làm video thì bây giờ là lúc mà bạn sẽ làm cái bước thứ ba, cái bước cực kỳ quan trọng luôn. Đó chính là nhau vô mà làm đi. Đừng có quan tâm quá nhiều về cái chuyện là đồ đạc hay là dụng cụ mà bạn có là gì. Bạn có nhìn thấy cái cảnh video không? Đó là hệ quả của việc tập trung hay là nghĩ quá nhiều về cái chuyện là dụng cụ như thế nào. Mỗi cái giây phút mà bạn dành ra để mà suy nghĩ về cái chuyện dụng cụ á, thì bạn đang lấy đi thời gian để bạn tập trung vô suy nghĩ về những cái nội dung và cách thể hiện sao cho hay và hợp lý. Bởi vậy thay vào đó hãy cứ nhảy vào mà làm với những thứ mà bạn có hiện giờ. Nhưng mà đối với mình nha, cái việc mà không có đồ đạc hay là không có nhiều dụng cụ nó lại là một cái điều cực kỳ hay. Tại vì nó sẽ bắt buộc mình sẽ phải linh hoạt hơn, mình sẽ phải sáng tạo hơn và mình phải suy nghĩ nhiều thứ hơn để mà có thể làm được ra một cái kết quả giống như người ta. Hoặc một cái option khác mà bạn có thể suy nghĩ đó chính là mua lại dụng cụ của những cái đứa đúng phụ kiện và rồi liền không xài, giống như mình. Giỡn thôi. Ok, bây giờ thì mình đang phải trốn cái đám nhóc hồi nãy. Để mà bắt đầu làm video thì nói về dụng cụ á, thì có hai thứ duy nhất thôi mà bạn cần chuẩn bị, đó chính là hình ảnh vừa phải và âm thanh ok là được rồi, chứ không cần phải quá xịn sò. Nên bạn có thể lấy bất kỳ cái điện thoại hay là cái máy ảnh hay là bất kỳ đồ gì, miễn sao quay được hình là được. Tiếp theo đó chính là sắm cho mình một cái mic ok một chút. Cái tầm tiền sẽ rơi vào từ 200 cho tới 1 triệu và thậm chí là 2-3 triệu cũng có nữa. Bạn nào mà không có tiền thì có thể sử dụng cái tai nghe cắm dây của bạn, tại vì cái mic của nó là cực kỳ tốt luôn. Có một ví dụ cực kỳ rõ ràng và cụ thể của một bạn thường xuyên quay những video và dùng cái mic này ở trên mạng, đó chính là VietCG. Em ơi. Hả? Mình đang kiếm cái này. Kiếm cớ trà trộn team em ấy. Thông minh lắm. Sau đó bạn sẽ lôi hết tất cả những cái đống hình ảnh và âm thanh đó để rồi quăng vô cái phần mềm để mà edit. Nếu như cái file hình ảnh và âm thanh của bạn không quá cầu kỳ hoặc là không quá nặng thì các bạn có thể sử dụng những cái máy tính bình thường cũng có thể edit được cái video rồi. Thậm chí mình có rất nhiều người bạn mà họ edit video của họ trên điện thoại và iPad cũng có thể làm được những cái hiệu ứng y chang giống như mà mình làm trên máy tính. Nên cứ lao vô mà làm, nhảy vô mà làm đi, đừng có ngại ngùng gì nữa hết. Nhưng sẽ có một vài bạn hỏi mình một câu, đó chính là: nhưng mà Phương ơi, lỡ tao làm cái video mà nó không hay thì sao? Rồi không ai thèm coi video thì sao? Rồi lỡ cái video đầu tiên của tao nó dở ẹt thì sao? Thì câu trả lời của mình đó chính là đúng rồi đó, nó sẽ dở, nó sẽ không hay và thậm chí là nó sẽ tệ giống như lời của bạn nói. Bởi vì không một ai mới làm một cái gì việc gì đó mà nó hay hết cả. Cái video đầu tiên của bạn nó sẽ dở. Nhưng mình muốn các bạn nhận ra một điều, đó chính là khi mà bạn làm xong cái video đầu tiên, đó là lúc bạn sẽ cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã làm được một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vì khả năng của bạn đã được tăng lên rồi. Và rồi thậm chí bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái lợi ích khác cho bản thân, kiểu như là kiếm thêm được bạn bè, có thêm được những người bạn ở trên internet, kiếm được người yêu, có được những cái niềm vui khi mà mình làm được những cái video. Và trong trường hợp của mình luôn, đó là mình đã xin được việc làm ở một cái công ty mà rất nhiều người mơ ước cũng bởi vì mình đã làm một cái video. Nếu như bạn nào muốn biết thêm về chuyện đó thì có thể ấn vào cái link ở phía bên đây để mà xem cái video đó như thế nào. Và không biết mọi người có để ý hay không, nhưng nãy giờ mình đã quay cái video này bằng ba cái thiết bị khác nhau. Thứ nhất đó là cái máy ảnh của mình, thứ hai là cái điện thoại của mình, và thứ ba đó chính là cái Osmo Pocket này. Và mình muốn hỏi mọi người một câu, đó chính là bạn có quan tâm hay là để ý quá nhiều cho cái hình ảnh hay là âm thanh của cái video này không, hay là những thứ mà bạn quan tâm và để ý đó chính là nội dung và cách thể hiện của cái video này. Từ đó mình muốn chốt lại với mọi người một điều, đó chính là những cái gear và dụng cụ nó thật sự không quá quan trọng đâu. Thứ quan trọng nhất vẫn là nội dung và cách thể hiện. Nếu như nội dung của bạn hay thì bạn sẽ giữ được người ta ở lại, nhưng nếu như nội dung và cách thể hiện của bạn nó dở á thì dù hình ảnh có đẹp bao nhiêu thì mọi người vẫn không động lại được gì cả. Bởi vậy, để kết thúc cho cái video này, mình muốn các bạn hãy ngồi xuống và viết ra cái chủ đề cho cái video đầu tiên của bạn đi. Viết ra ba ý chính mà mọi người cần nghe và rồi quay nó và rồi chỉnh sửa nó một cách cực kỳ đơn giản thôi là đã rất tuyệt vời rồi. Đó cũng chính là cách mà các bạn có thể bắt đầu làm video trên YouTube. Nếu như bạn nào đã làm xong thì hãy nhớ chia sẻ cái link video ở dưới phần comment đi. Mình sẽ xem và feedback nó cho mọi người. Nếu như bạn nào cũng có mong muốn làm video và muốn bắt đầu làm video trên YouTube á, thì mình có tạo một cái group ở trên Facebook để mọi người có thể join vào, rồi sau đó cùng học hỏi và cùng nhau phát triển trên con đường làm video của các bạn.
Cái link của cái Facebook group này mình sẽ để dưới phần miêu tả của video để các bạn có thể coi và chơi vào. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này, và mình vẫn còn rất nhiều những thứ khác mà mình có thể chia sẻ cùng mọi người. Nên hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo của Content Creator.